Hello, xin chào, mình là Kiều Diễm và chúng ta lại gặp lại nhau trong Hôm nay có gì hot ngày 13 tháng 2 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Nhân dịp chào mừng ngày Valentine thì mới đây, Google đã tung ra một tựa game Doodle hoàn toàn mới trên trang web tìm kiếm của mình mang tên Ngày lễ tình nhân, ngày TT. Trong mini game này, bạn sẽ phải giúp chú TT vượt qua các thử thách, thu nhập các hạt ca cao, nốt nhạc và về đích trước khi hết thời gian. Nói trước là game này có hình ảnh rất là dễ thương, âm thanh vui tai và cách chơi gây nghiện lắm. Bạn nào có gấu rồi chết thôi, không lại mê quá bỏ cả người yêu thì không phải lỗi của mình đâu nha. Không hề kém cạnh, HTC Việt Nam cũng tung ra quảng cáo để giới thiệu về sản phẩm flagship mới nhất của hãng Ultra mang tựa đề We Hear You, bài nhạc rap với sự tham gia của rapper Karis nhằm nhấn mạnh vào tính năng trí tuệ nhân tạo của thiết bị, có thể nhắc nhở, an ủi thay thế cả người yêu của bạn. Cơ mà nói gì thì nói, lần đầu thấy có người làm MV chia tay đổ vỡ vào ngày tình nhân đó. Vả lại đi nói chuyện với cái điện thoại có vẻ hơi tự kỷ ấy. Với cả người thay thế bất đắc dĩ này giá cũng cao nữa chứ. Xiaomi hôm nay cũng chính thức công bố giá bán của Redmi Note 4X phiên bản Hatsune Miku. Chiếc Redmi Note 4 đặc biệt này chính là món quà mà Xiaomi đem đến cho người dùng, đặc biệt là những fan hâm mộ của cô ca sĩ ảo Miku trong ngày Valentine. Xiaomi Redmi Note 4X phiên bản thường sẽ được trang bị màn hình 5,5 inch, chip Snapdragon 625, RAM 3GB và có mức giá khoảng 3,3 triệu đồng. Riêng phiên bản Hatsune Miku sẽ được bán ra với mức giá khoảng 4,3 triệu đồng với cấu hình tương đương, nhưng được tặng kèm pin dự phòng, ốp lưng phiên bản giới hạn và sẽ được bán ra vào ngày mai 14 tháng 2. Xiaomi cũng sắp vào Việt Nam rồi, lập cả fanpage rồi đó. Biết đâu chúng ta lại sớm có cơ hội được trong tay thiết bị đáng yêu này thì sao? Sau Xiaomi, Apple, Samsung thì Oppo mới đây tiếp tục công bố sẽ xây dựng nhà máy sản xuất smartphone đầu tiên của mình tại Ấn Độ vào cuối năm nay, cùng kết hợp xây dựng khu công nghiệp trị giá 216 triệu USD tại thành phố nhỏ tiếp giáp với thủ đô Delhi. Mặc dù nhu cầu sử dụng smartphone tại Ấn Độ chỉ bằng 1/4 Trung Quốc, nhưng các chuyên gia nhận định chỉ một vài năm tới, đất nước này sẽ phát triển bằng với thị trường smartphone Trung Quốc hiện tại. Có vẻ như Samsung và Apple sẽ phải dè chừng đây khi Ấn Độ là một thị trường rất chuộng các thiết bị giá rẻ và tầm trung, mà phân khúc này thì Oppo lại làm khá tốt. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot ngày mai. Bye bye!